Chim rêu phố từ tết này chân chỉ tì group năng chỉ tì mật rây và công cam về thi hàng mấy phần mít mang thịt bì. Bạn đã sống pha cùng luôn nhẹ dương vươn một chục khía tam pel viền ở màu đã sầm nắp trong sập đá rồi bỏ hàng mì bạn hay mình nắng màu tìm mùi mình quạt hay cho lòng thả sông bật to thì vẹn bật tiền mà tam bật quạt lệnh vẹn bật quạt tam bật vẹn thì buồn nó cứ vẹn chọp hay đã với con trong trâu vẹn thì pram trong vẹn ở đâu bên từ tết này chân phong tu sơn là ha to tiếng này bài rước APC bàn trong to bà đã lần này dương về một chục kia sầm nạp trong sập đá hai ngày sau sai ní đôi giờ vay để trong bàn bạp tụt đèn này chun chum nuôi rồi bỏ tụt đèn này chun đại bàn đo tàu lụi dây nấu khẹt của bụng nắng cầm ca nghề bỏ nhóm nâng chạy trên tàu hơi bà hơi cầm miên là bầy mật để chia mà cha chum nuôi nấu tiên là sầm nạp nhẹ vừa bồn sờ thìa che là nó có nâng miên là còn sống tàu chỉ mùi đà và chẳng đi chỉ mùi nâng bầy mật dương chẳng tàu chỉ mùi khiom và cứ chỉ nè tây mất đã bị sai bấm phốt ở hàng mì và gọt chẳng tàu thổi bồn cho mùi kia và ấy là này dục mình đi cứ miền cả lần này cứ thằng lại cho miền slap mùi cả lần này tiệt hai độ nè bà mà sầm mánh cứ cả lần này slap nó cứ miền bay cả lần này ở đâu slap bay nè nó bà bàn tay sầm rạp thằng ngày ní cứ slap tại mà nè tê bà bàn tay muốn nâng chiên châu đó là miền đại dương tới chấm tiệp chun tụi tèn này chun khi ông xôm châu nâu xa này vô bài chỉ bị sẹt sân và của bộ chỉ tu tới lụi nẹp lọp bàn chỉ để bài khi mà này nhiều bài muốn này bà bàn tay ngày nét xôm mà này xa này vô bài muốn dẫn đời xa tại chỉ riêng bị sẹt để làm rạp ỏi tụi tèn này chun bàn chỉ điểm hay mau tìm mối của ban lụi nẹp bàn chỉ là hai đài bạn luôn nè bạn khi ông lướt lang bị xa bạn tịch bà hay xông sạc ở đây bởi dưới miền là rụp hiệp ảnh xa bị màu thì mũi nó ai vậy bạn bà xông lướt bị xa bạn tịch đôi xa tay cao bị thằng ai ti bầm bờ cân nặng bạc sòng cua chiết bàn thưa bạc tạc cam một đòn rồi tờ hơi hà thầm một hà bạc tạc cam bàn tay nâng nâng cần lành ti liên bởi chiết thập tay hơi còn miên cả câu sờ sao bị cửa sùng hạp tế thà cả thưa bạc tạc cam đời hàng sáng nó xôm và cúng nâng xôm xôm câu sờ sao đây là bạc cân nặng bạc sòng cua chiết để bàn riêng chóm cả thưa cả to vá nó mình oi miên phiệp trở lại chọn và trong nội tì muối trong tròn lưỡi lang bị sạt bàn tịnh và nâng bị ngay tì bầm bầm bàn tay ấy lâu cứ cần nạp bạc sòng cua chiết còi pil đèn cá bạc cá lát tập ho chịp lầu cá ruồi mọc ơi cần nạp bạc sòng cua chiết bàn bạc cá thưa bạc tài cám dẹp bị bảy ngày và bạn này tài chập bị ngày tì đập rám đập bầm muối đập bầm bầm và bàn tay còi bị miên cả sông chim bắp tơ sài gòn phồng pênh cả đôi chuyện đại chim bắp tơ cửa sông hạp tây dục mình đi cửa sông hạp tây bàn tranh lịch khật môi bệnh chẹt tơ cả nạp bạ sông cua chiết tha cá sấu sông phơi bạt tại cam dẹp về bảy ngày nữa cửa sông hạp tây mình ăn nhà tê cứ ăn nhà ói tai mùi ngày thế cứ ngày thì đọc pram và ngày thì đọc pram bạn này thà ngày nấy cứ chỉ ngày thì đọc bài hời chứ bạn này thà ngày đọc pram cứ ngày là tết bà cơ sum hạp tế bàn lược dọc pi hạt pho ta hạt ấy bàn chỉ cơ sum hạp tế ơi cái nạp bạc sòng cua chiết thưa bà ta cam mùi ngày đòi xa tài cơ sum hạp tế vô khơi thà ngày thì đọc rầm môi nửa ngày thì đọc rầm pớ cứ chỉ ngày prolong xây nhà bát một số mà sạch xa và thầm mà phùm bà chẳng còn oi papal sầm đạp crom sơ là bao nhiêu này còn vùng bờ lon chẳng cứ xu mà tế anh nhát oi cái nạp bạc sòng cua chiết thưa bạc tài cam tại mỗi ngày tế cứ ngày thì đọc pram bà hơi cả thưa bạc tài cam dạ về mỗi ngày nu cứ xu mà tế ban cầm nọt pil oi cái nạp bạc bạc trắng thưa ca to vá chắp bị mong và môi prất rồi hốt đào mong và môi prất lưng nhiệt mình bà bạn này ta bị môi prất đào móng bầm môi là bệnh bạn này ta bị móng bệnh gì mà móng sợ có bị móng bầm môi prất rồi hốt đào móng đập làm vậy là gì bà nếu chia ca slide top ở bờ cửa sông hạp tây bà xong chấm điểm chú nói chip ở bộ chỉ bỏ miền bàn tay ở vây đây sầm khăn môi tiệt nu ca bị giúp mình đi nếu chừng lo móng bầm pơ tờ hơi xa đập bờ họ bầm hạc sát này dương bàn chú nằm nâng tàu cái nạp bạn nhiều bài tàng pi mê được non cái nạp bạn nhiều bài tàng pi cứ cái nạp bạn gì chốn Campuchia nâng cái nạp bạn sòng cua chiết cứ anh chơi mê được non cái nạp bạn tàu chụp bờ chum thưa ca chơi chơi khi nè nấu nấu khung bẹt bờ rong bẹt chìa vàng và nấu khung bẹt bờ rong bẹt chìa vàng nấu thứ ngày ti đập bốn sai nhé và thứ ngày đập bốn mong bầm buồn bực và nấu mong bầm buồn bực bà thầy cái nạp bạ và chuyên chuyên Campuchia cứ bàn chuyên tầm năng hơi cứ tha sắm mát sếp để tôi cho rùm nữa sắm đại đại chúa nó dụ rọt mình tây hồn sáng và ai đom sai chốm ai đom sọ khền và hơi khang cái nạp bạ sông cua chiết ở toàn khơi bình chuyên chua tha tá sắm mát sếp để tôi cho qua bè mạc sát đầm bay chỉ chết đo sai âm pi panh hà bị bắt nhiều bài để cầm bung để chọc kẹng nít nở lại tề nhưng ở toàn đằng tề trắng và hai chia cái nạp bạn rồi chết còn tới slide top ngày này còn mà đằng này bạn trắng ở đây đây chia sẻ nhà dương khơi tha sẻ nhà đấy dương ai kết tha ai bình chọc panh hà để cầm bung tài miên về viết chọc kẹng nhiều bài này về pro tha nít chia yun là ca thằng chết mùi đam bay chơi kia nè không lẽ cái nát chơi cây cà tây không được nè ban đây thầy yến là cá chết cứ như mình chăm bách dọc yến là cá cào bột tê vô cái lò mó tay để tham miền Tây nhà ấy ói khăn cào bột tê chui bản trắng sầm rạp bên ấy dương khơi tha bồ câu ná bàn co anh chứa cái nạp bạn nhiều bài để miên sầm lên channel nếu không nóng ăn nát thì pram đi và đam bay chốt chơi chơi kia nè đam bay bánh chóp bánh hà về pro xa là bao hợp chi pro đọt bảo dương được tu trang bờ tê tay anh tay trong ban son tiệp hiệp và trong ban nếu ở quay đại ca vì vót là bao bờ tê bảo dương hai xóm oi nẹn nhiều bài để quát cầm pung tại miên panh ha thả oi đọt sai panh ha nếu ở trần lọc là hậu nà môi đúng xóm oi ca chỉ chơi cái nét nếu lượt tộc và xóm cầm oi dốc rút từ nia ca này ca thưa bạn từ cám để nòm oi cả papol nâu chiều phiếp và chiều đoạt ní cứ xìa xa là bỏ họ và chiều đoạt với chẳng bàn chẳng bàn tay chẳng na cả đói chiều đoạt bởi dưới bàn lưỡi lang tha xôm oi thân lại được nòm tàng pi bởi bàn chỉ chụp này hỡi trâu chỉ chê thưa rằng na bằng chóp nâu vị bạt ní đàm bay chiên từ đó cả bằng cát rọt thập vị bạt mày mùi và bị pro hỏi còn tha pe khla nó pe đại khơi tha nhiều bài chọc kia nhẹ rosi khla còn chỉ đặt trừng chạm mưa ta ấy ở toàn đặt tuần thòm ấy và chạm mưa sắn vậy và nở chè chạm mưa tịch tiên sắn và xong bay ta nhẹ khla rosi nữa còn ta ồn tịch bạt ta cầm tới miền Panh Hà ấy tới và chết ta miền là rom chẳng và chẳng dường chưa chẹt tha lục nẹn á chầm mơ dường tạm đàn tặng ở khné thà ta ở thân nặng đặng nom nhiều bài tặng pi để tôi chụp khné nâng nông đẹp và đồng để chịu ăn nâu vì liêm mong phẩm buôn phước sai ní và ta đầm nọ sai nước bánh chóp đo tầm nặng cả này và tại bữa tay rằng là cái đó trong ỏi bàn chóp à bà buổi chiều đó trong ỏi bàn chóp à bà thời chăm được chơi kia đo sai kia nó không dập hia tao bà đánh đầu thì nó không dập hia bà chẳng tới khi ông chồng chìm điệp chun chia xa phần nắng đời xa tại miền lại cả nặng bị say mối khi ông tao chìm điệp chun muôn cho và đầm bầy còn mọi thà lù thí ở đây là giường rửa bài pan té càng dây bọc nhóm có dây chiết đầm năng và chiết đầm năng đá ở với đại ca lang cà pì mà sầm mấy nhầm tới tay chìm điệp và chia phù đọt khi mọi đăng và với vua ọt dây mến bàn tay rương ấy thóm nhầm tới tay này dây ấy đăng vua bây mất bao giờ cầm bung ở tu sơn á đấy còn có trong đăng này với bàn nhà bờ tây chiết bàn tay bờ rương than đại viên nơi lùm mom này tiếc nhóm tha nhóm sọc chân dây rương sừng cùng và bàn tay bờ miên rương ấy thấy nhầm tới tay chun đầm nắng ở bên chiều bờ đọt bọc nhầm đăng và hơi bờ đọt khác còn lười lang tha đầu thiếu ơi bởi dương cho cha cái này đôi chợ đặc biệt cà to thay tinh tầm ninh như thế lang tích chọn thích và cái này cho tới còn nó lang tới nó lang cái này cho tới một tuân tích tuân máu thầu cái này bàn tầm ninh những thầu bàn này bàn một đại dương bàn một đại bị chia bộ đoàn này nên còn tròn sang và ní ở đây để khi ông tròn chấm điệp cứ chia đầm năng bị xe xâm lạp ỏi và chia bộ đoàn bởi dương bàn chiếp để cầm phung để tu sơn à hằng miền bản là đấy dương bình chọc bòn miền phần nắng bà sông chun chia đầm năng phần nắng bà dương nghĩa mộng mơ rương son để sốc bỏ dương bình bà rương bành ha son để sốc nâng cạn ở đây cô thân lại trở lại cho này vinh cứ nâu tại cả lang bẩn to mình toàn sạ sạ là lại tê luôn nè và để ní chỉ cả tiêm tí oi bị chia bột bò dương bẩn thêm cả prong bây giờ thêm tiết chia riêng cả cua thân lại cho đôi cả slap bắt bóng chỉ vật nâng ca thua oi bị cá nâng bắt bóng drop sầm mặt và trắng sầm lạp dụng mạnh ní cứ miên môi cả này để bàn slap và ta giải lái chập đàm bị vua miền bọt bờ dương khác để khiêm này dây bọt miền sầm mấy còn miền quạt sông ca bồng phứ rương xem thì đây bản tay ca bồng phứ đó chạm tì tiết khiêm đang chìm điệp bản tay lớn đấy chập đàm một rương bờ dương sẵn cha khi rương đầm bông đấy cả này này ripi nè năng quạt chìm mà tô từ bọc năng cầm rộp lú plong bao cả ba flap nơi cái lạnh cạn hạt nằm mà nè nơi mà nè năng plong bao cả ba flap nơi cái lạnh cạn hạt khẩn nặng đái chìm mà tô bờ đinh kia chỉ môi năng mặt phe mà nè tiết năng là bươn năng lươn mặc đôi chấm nói phơi cong của bạn bung trên cột ở toàn hai cơ thân nặng bàn cạt láng cà pì mỏng mũi đập ram tiêu rồng ở trên chân chỗ thằng này thì đập bay cả nhá để tam phơi lết bay rơi hai phần ram phom tua cốc khăn và phom tua cốc phần cạp tua phần cái cà phê cày nơi rong kêu mình chua thà khen phonita ai chụp mà phơi mũi chân nấm phản nơi tè lệch đắp phơi phnom penh Hà Nội phần cắt phnom penh thay khăn phèn phọc hai chaประพบปอดมีนปีมัดแพะบ้านไหนดังท่ามันเปกัดให้ดังปุกเกอองกุยหบจุ่มขี้จ่าคือในมุกฟาตัวโกกมันตอบมอกฟราบแต่ในรีรองครูมันเจมาตัวบอกมัดแพะมาสกปีปอฟอเลี้ยเขียวจีเตติ้งจุ่มในหบดาวจีเตอร์จุ่มมวยนำมัดในรีมันแหนเตี้ยได้จีมาตัวมาไอคอนขนมตื่นได้คือปีกาตะเล็กหายทัดในขนมละเบื้องอย่างลื่นมักได้จุ่มลอยข้างเลยจีเพลย์กองพองกุกุเกาะบุ้งจึงกดอัตตอนตื่นจ่ามันได้เอาตื่นบอกนั่งกลุ่มรบลู่มันได้ดูพลองแตงมาโตแตงมนุษย์บอกกับบ้านหนึ่งทนอฟลับเพลี้ยมๆในกระแลงกัดหายฝ่าไฟเคยหัดกาเดินทางมาโตตั้งปีครึ่งนี่คือจีบประนังขี้เลื่อนนะตัวมันได้เลยบอกกลมรบลูพลองบอกหนึ่งทนอฟลับแบบนี้หายไกลเปกัดหายนั่งมัดแพะได้จีมาโตไอคอนโนบานตือจะแต่ปรับมัดแพะได้องคุยเนื้อหอบจกเนื้อฟาตัวก็อ้อยหมกมือหายบานจีมาโตเตอtámหายมัดได้เลยไอแตะสังกัดเลยไอสังกัดพนมเป็นทำไมบรรดาปีไอผลิตจำเนียงเธอกับฝ่ายวิจัยรุ่ยหายบานประกอบฟาบไอแต่กรมครูฟ้าอยู่ทั่วบอลตามประเพณีในไอวอดจะเงียนแรงใสbà chỉ tự bốc cùng rộp luôn cha khôn ai quạt đột pin chỉ kia pin này mấy quạt chỉ bật đánh kia lươn pê cái nào để copy cái nào lươn tới chỉ thật chuỗi nè cha đã pê play cang quạt cả cột ở toán pa nâng cùng rộp luôn bài trẻ na ha khi ông sông chìm điệp chun bờm miền để trẻ sài khi ông tay tại khơi nhờ cầm dụ vây vây không ai say nâng dụ chun bảo dương kla một chùm luôn tội nô của quạt tay ta chỉ một tôประเภทมอโตโนวาประเภทไอ้ฟินโนไอ้สกปีจังกอดจีเชิญจีประเด็นขณีหายไปคลาสกอดดักเอาทมกอดปีมุกจังเต้ากอดจีดุขณีปีเนี่ยจังต้องบ้าชาบจ่อชาบล้างให้จังเมื่อยังทาแต่โปรเราเมื่อเต้าใส่บากอดจีเหลือนะบ่าจังขโมยนะสมอประหยัดเฮ้ยนเปได้จีเลื่อนชาบขณีจ่อล้างดักเอาปีมุกมวยใส่ไปคลาสเสียสปุตไข่bà đào pê xịt sập bột khay vô áo mà nhọt về mục bà nhọt về mục đó là pê chi vào cho vào lắm trường cá lấy vô a vô đầy một tụp về mục tiết bà tự bọc ai môi chẳng tàu bà về vô hình này dừng thọp khơi bà về mất đèn nâu thôi đầm nai nâu không tịt không pính coi thọp khơi như khi hôm nay mình đặt khi hôm khơi tại nhỉ bà chẳng dương trong ao dụ vây bỏ dương pê lại chi hết nó na dương công ỏi bầm mát chỉ vật luôn ai vô cả na dương chi chẳng dương bầm mát chỉ vật luôn ai ta bà chẳng thế bà sân chỉ cua thân nạ tới khơi thế nè na cái để tục sáu cứ mặt ai bao nhiêu đó cua xa bao nhiêu đó để bắt sớm mai chiếc côn chỉ ti sờ lành bà phần tai côn chỉ ti sờ lành ọt ban nứt đó là phục mặt ai để cầm pung tại sờ lành côn bay chỉ chi mô tô nó càng cao và hơn còng cài bà chẳng thế chỉ mê riêng mũi để dụ ở vây bao nhiêu theo thể mới còn oi phớt phơn vì cua thân nạ chẳng lại là hốt đó sẽ làm chẳng và chẳng thấy cùng ao giờ miên cả đàn ấy cứ nâng cả làng to tiền và dương tơ tập trung bây giờ và cha mà riêng tiền này cả đàn ấy dụ với chôn bay nè cứ chi mà tô lươn pê tự bọc thuê về chia phật hán cha f thì mẹ cha rồi bố thôn ngô nắng mà nè dụ với chôn mà nè nó cứ bay cả ba phong lử lý cha thôn ngô mình tén hay mà nè tiệt ở đó rồi bôi giang đầm nằm đài cha hơi chầm này ai mà nè tiệt chỉ chôn thì bay nó cứ rồi lọt chân tay tuổi tiền cái nè đài chi mà tôi lươn pê buông chừng cột ở toán cứ chối tự bọc thuê tè lên mà rồi pí chia về chia phật han etimet cha đại thật nơi chầm nói play lên 186,598 សង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោកហើយចាគឺកាត់ឡើងនៅម៉ោង 2:40 នាទីរំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី13កញ្ញានគរបាលប៉ូលបឹងកក់ទី2បានដឹងថាម៉ូតូ Fe 125 ស៊េរី2012 ពណ៌ខ្មៅជាគ្នា3នាក់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ1086ដែលក្នុងទិសដៅគឺពីលេខតកើតហើយបើកបោនឹងលឿនស្លេវខណៈដែលមកដល់ចំណុចខាងលើគឺជិះលឿនពេកម៉ូតូបត់ស្ដាំបួងចង្កូតអត់តន់ជ្រើទៅបុកទ្វារផ្ទះពេញទំហឹងធ្វើឲ្យដាច់សោទ្វារផ្ទះនោះរីឯអ្នកបើកម៉ូតូប្លង់ទៅបោកនឹងសសរដៃក្បាលផុងលលាក្បាលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរចំណែកអ្នករួមដំណើរជាមួយម្នាក់ទៀតរងរបួសយ៉ាងដំណំហើយម្នាក់ទៀតគ្រាន់តែរលត់ដៃរលត់ជើងតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលកាត់ហើយសមត្ថកិច្ចបានទូរស័ព្ទហៅរថយន្តសង្គ្រោះយកទៅព្យាបាលនៅគ្លីនិកឯកជនអស់2នាក់ចំណែកអ្នកដែលរងរបួសស្រាលនិងម៉ូតូដែលរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខនោះសមត្ថកិច្ចក៏យកទៅរក្សាទុកនៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបឹងកក់ទី2ចា៎បាទមួយរឿងទៀតគឺជាលក្ខណៈម៉ូតូលេងស្ទាយខ្លាំងពេកទៅយកផ្លាកលេខម៉ូតូទៅកឹបជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចសង្ស័យខាត់សាកសួរអ្នកប្រពន្ធខ្លាំងពេកនឹងជិះម៉ូតូទៅដឹកប្រពន្ធយកទៅផ្ទះត្រូវសមត្ថកិច្ចដេញតាមខត់ធ្វើការសាកសួរដោយសារតែម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយកស្លាកលេខទៅកឹបជាប់នឹងម៉ាស៊ីនម៉ូតូគួរឲ្យសង្ស័យចាហេតុការណ៍នេះភ្ញាក់ផ្អើលនៅម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី12កញ្ញានៅស្តុបទេផនតាមមហាវិទ្យាល័យម៉ៅហ្វីនតុងក្នុងសង្កាត់ទឹកឡក់ទី2ខណ្ឌទួលគោកប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាគណៈដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែល្បាតនៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រាប់តែប្រទះឃើញម៉ូតូ Icon ពណ៌សលាយក្រហមពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AP 8925 ជិះគ្នា3នាក់ប្តីប្រពន្ធនិងមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ចាគូឃើញម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះគូឲ្យសង្ស័យខុសគេក៏បានដោយសារតែគាត់នឹងយកផ្លាកលេខទៅកឹបជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនម៉ូតូទៅសមត្ថកិច្ចគាត់សាកសួរហើយពេលដែលឃើញគូឲ្យសង្ស័យបែបនេះជាសមត្ថកិច្ចបានដេញតាមតាំងពីស្តុបទួលគោករហូតដល់ស្តុបទេផនទើបគាត់បានហើយទើបអ្នកបើកម៉ូតូដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូប្រាប់ថាផ្ទះរបស់គេនៅខេត្តហើយគេចង់លេងស្ទាយឲ្យប្លែកទើបយកផ្លាកលេខម៉ូតូទៅកឹបជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីនម៉ូតូបែបនេះម្យ៉ាងទៀតម៉ូតូរបស់គេធ្លាប់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាក់សន្ទប់ក្រោយម្ដងរួចទៅហើយទើបគេចង់ដូរស្ទាយផ្លាកលេខទៅដាក់នៅខាងក្រោយវិញចាគេដាក់នៅម៉ាស៊ីនវិញហើយលុះពេលដែលសមត្ថកិច្ចសួរនាំហើយធ្វើការឆែកឆេះរកមិនឃើញថាមានបទល្មើសអីនោះទេហើយម៉ូតូរបស់គេដែលមានឯកសារចាម៉ូតូរបស់គេក៏មានឯកសារត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ទើបអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចក៏បានណែនាំថាឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតចាបាទនេះលោកអ្នកឃើញឯងក្រុមយុវជននេះគឺគាត់លេងស្ទាយបិទស្លាកលេខហ្នឹងគឺនៅម៉ាស៊ីនបាទដោយគាត់លើកហេតុផលថាកាលពីគាត់ដាក់ស្លាកលេខនៅខាងក្រោយមានគេបុកបាក់បាទឥឡូវនេះគឺគាត់មកកັບជាប់ម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងបាទអត់ទេណាផ្លាកស្លាកលេខម៉ូតូជាអត្តសញ្ញាណមួយសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ម៉ូតូនេះឯងហើយបើកាលណាអ្នកឯងយកមកដាក់នៅកន្លែងនេះវាខុសពីលក្ខខណ្ឌដែលគេកំណត់ឲ្យយើងដាក់អញ្ចឹងអត់ចេះតែនឹកឃើញដាក់បានទេឲ្យចង់ប្លែកអីប្លែកពីគេម្លេះបាទប្លែកយករបស់អីទៅបិទបានអានេះបើមិនសិនជាគេអាចសង្ស័យគិតថាណែពីមុនបែបធ្លាប់បិទស្កុតឯងបាទអាចបិទស្កុតស្លាកលេខម៉ូតូប៉ុន្តែឥឡូវដល់ពេលរឿងអ្នកបិទស្កុតគឺនឹងត្រូវជាប់ទោសឥឡូវនេះបែរជាយកស្លាកលេខមកកັບជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអីវាទៅអញ្ចឹងទៅចេះអត់ទេតាមពិតទៅអញ្ចេះសូមឲ្យអាណាព្យាបាលរបស់យុវជននឹងអាចមើលទៅណាណែ 1AP 89ហ្មងមិញ25បាទ8925បាទមើលកូនផងណាបាទឃើញលូស្រាប់តែដល់ពេលជិះទៅដល់ផ្ទះហើយលោកពុកម្ដាយអត់បានមើលថាម៉េចស្លាកលេខមកដាក់នៅជាប់ម៉ាស៊ីនវិញហេត្រូវមើលកូនចឹងដែរណាបាទកុំអោយលេងបើកាលណាដល់ទៅលេងចឹងមកថាអូកូនអញនេះមិនធម្មតាទេប្រហែលជាចេញទៅក្រៅបែបមិនធម្មតាទេជួនកាលពេលខ្លះគេអាចមើលកូនតាមរយៈលេងស្ទាយសក់បាទលេងម៉ូតខោអាវបាទលេងអាប្រភេទខោត្រឹមជង្គង់ប៉ុន្តែលីអូនៅលើបាទតែគ្រោះថ្នាក់ដូចថ្ងៃមុនចឹងលីអូជាប់ក្បាលឡានបាទនឹងចឹងតែកុំអត់បិទបើសិនជាលីអូជាប់ជាមួយនឹងស្លាកលេខឡានខាងក្រោយអានឹងអត់អីអានឹងទៅជាសង្ស័យអ្នកផ្ទះវិញជន់សង្ស័យដែលជាប់អង្កេតអ្នកផ្ទះបាទព្រោះមានអ្នកជាប់ស្លាកលេខអញ្ចឹងមែនតែកុំដោះស្រាយរឿងថាទៅជីវាមិនបែរជាខ្យល់មកពាក់ស្លាកលេខហ្នឹងកុំដឹងកោលីអូនយេអូវាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវនិយាយប៉ុន្តែពេលខ្លះនិយាយទៅវាចេះតែថាដូចចង់ទៅ bạc luôn ai nhà mày thế mình thấy thế cho cái pro người ta vậy việc là mình ta sầm nào từ lúc pro đào về chơi tới bỏ với luôn ai nhà nó tụi tao chụp bạc này ai nhà mày mà nó thao bạc lên luôn ai kiểu mình đã tới chọp liều này chơi mà chọp áo tụi nó chọp cái vọt cháu là chặt chán chọp cán cho những vùng bao cái nào tao đắng về một tẹo chồng về một cái nào tao đắng đừng xong sai vậy và dương miền ao nâng ấy đặt pi từ pi ở miền bây giờ rồi miền sân đạp nó mày coi mà còn này đặt từ pi ăn từ miền xài gì như dương nó đạp pi chuột của cò vậy anh đứng từ miền tôi không mà cha ao từ nọ bông chạy cưới đặt nông học ấy ruột búa lắm ở miền ở chùa đôi liêu cái này và tao tiền lời và tao cho tao mà rửa rồi mệt của ta bàn lư chẳng ngoài nhầm vùng của tiểu vùng quê vu đạo cái quê cha nữa vu ấy nhân đạo quê cha tại là mày nhầm khơi nhà đi mẹ mày lực mày trẻ đi mày lực cái với còn gọt cầm mong mấy những là quê cha mà cái mà là bên này đi mình lự mà người ta ăn nước ban trầu quê cha này đi mình ăn nước bàn với chuyện ảnh con lại riêng tao cho rừng tiết phật tây mà ăn còn người tự bao rồi chôn tự bộc ra cho mùi năng rồi chôn năng mà tố hai bộc rồi nàng đại pu chạy pleu pin à cha pin là các phần pin mà ra ở đó tới phần bay tang tam ca ăn bị đây nâng krom krufa ban ở đằng tha tây nè bao rồi chôn đại miên chủng ngư phải phát cứ bao rồi chôn đất câu tấp tố đào nè tự bộc cho mùi năng rồi chôn bao cái tục cho mùi tiệt bao rồi bọc ra rồi nàng đai pu chạy spin là cả phần pin mà cả đo tới bảy tàng rồi ở chôn bay ba drop cái vịnh hai cô thân nặng năng cả đáng cả bị mong phần pơ chụp thằng này thì đập đi cái nhãn là lực spin là cả phần pin mà cả phần tất cả khăn sản phẩm phần tất cả đang tham môn cái cả dùng tóc ở visto bao bao trem nè đó cô nè dùng vừa nãy bị lệ tất cả tự đo mộng chỉ ăn ba từ ba rồi dùng cam là một con chỉ riêng bao rốt bao từ lọp ai về một một con vài mình nằm bên bắc tây mà tôi vì vậy bay po không ai rong rồi bố phá ta rồi chơi bằng có bạn nội tế cứ ban chỉ riêng bao rốt rồi chơi nó thẹn môi cầm nát chả thẹn nơi đại nơi nông tay đôi chân áp làm việc á rồi tự bắt tay rồi bắt chân chơi ở chạy phơi phới đá lại bão ở pram tăng trệt bảy tang phần óc cứ khôi hạt pram bảy tang phơi ở rồi chôn bay cả ba từ lọp tới tứ khang vĩnh khôi hạt thằng con tái cứ mình bật đá lại phơi tray này rồi nâng côn tôi nâng rong rồi bộ ấy nữa kì hai cái pe hai phơi tray trên nẹp bạc rồi chôn tôi phạm hai bữa đây một vô cô tôi ở từ lọp tới tang chỉ bữa đây nâng ra khang con mình chụp người phải ra phần trăm cài chỉ rêu rêu phải chốn tay để lụi cho con bao rồi dân đất con đào lấy ta phần tái thằng ngày cạn hẹn đi phải thấy bao rồi dân đốn trừ dọc từ ở mình ti pet mà đông kiri rồi mình toàn từ đào phóng có chung chỉ là cho bài mình đi lâu tập một tô hồ kia dạng bảo vệ club lụi sau rồi dân tập bảo tuần anh mà hai miền con tôi nữa không nâng tiệt phòng bạn ấy sầm nang hay là hai chỉ quạt mình bạc lươn và má nữa nè bạn thua ở cô nó không nâng về mình ấy ấy bà ta ta họ thấm hết và quạt chân tay ngày cõi bọn pro khẳng phật ấy nè bà mưa mình tên nè buồn nổi dớt đang thay chừng mưa đang hời bà chôn cà phê rơ mà đón nó với ai giờ thua ơi cút nã sầm nạp ở côn rứa có ai đọt vào đấy cái thả bàn này cả na phê là tại cả na vân là hỡi cứ ăn nước khơi cái này chỉ cố này chỉ vào đây thì bà bị cướp lại chồng mà riêng tiết cả này phải bằng pha chim mà tô tự bọc trong bẹt cần đào rồi mọ mà tô phơi oi nẹp bao rồi mọ mà tô nó cứ cót đua rồi lò chả đua bạc chả rồi bố con đai khẳng đầm Bà rong mẹ năng phần phá chim mô tô bọc rộng mô tô hai tù rập pháp tới hai phát nhiên một chữ ân trả công cho phần căn tha rộng mô tô tự bọc mô tô được bọc kì. Cô nạn năng cạt lang cà phì mong phí đập nửa tiêu rộng lộng athlete trên chỗ tháng ngày thì đập bay cái nhá nơi chùm lấy play lệch. Pì rồi phái cây mà hai vị thay bà nửa đông phần cạt chạy thủ mục khẳng đồn bình. Nẹ kênh hạt ca ba nợ đăng tha mô tô phê mà phê pram bọc mà bọc bọc đôi bà rong mẹ năng kì miên triệt phần vấn. Thua đầm ná tam play lệch pì rồi phái pì cạt lại chùm lại rộng mô tô thua đầm ná pì bông tới chơi. Ta mà hai vị thầy Pran Rô Đầm khả năng đây một đôi chùm nói pleu bay chỉ 4 mà tôi chỉ long pleu có tự bọc trăm vẹn cần đá rồi mọ mà tôi phơ áo bạ tua rồi mọ nhà tôi một lên rồi hai nè ba rồi mọ mà tôi rồi bố co đây khang năm chùm này nè ba mà tôi phê mà rồi mà thầy Pran rồi bố phàn khai pe cả hai nè ba mà tôi ban từ pháp hai mặt phẹn năng phẹn nhiệt miền tèng rồi chôn năng mà tôi một chuyện ăn trà cung đời nom khnia pruột đây bần tôi tha ơi nè ba rồi mọ mà tôi chỉ tự bọc mà tôi rồi bọc kề tụ bay chỉ nè ba rồi mọ mà tôi tiêm tia phẩm nón tay mà phê đờ lá có mình prom phong cái to tài nè khơi hạt cả năm khnia tha ơi mà nè mà mắt trà mà co tới tớp nè khang mà tôi phê rồi mà phê pram phốc chết phong mà phê đờ lá đâm bấy bị chọc đường cha ta khi mà chui dây dân tư mặt mà co dân tư thành lụi anh khó ơi cho xong cái tâu bà chọc tâu bà thà ọt tôi khu lộn khổ tế gửi nơi ta ọt chọc chăng ok ta gọt chọc của chọc ta chà lấy dân to cho tư mà cả này tiết đây rồi dân cờ lọc phì mong ba kia rồi dân lịch phí o ếch bây rồi phám chà cư cờ bất phì dân cờ lọc phì mong po phong một rương gọt miên phạ lê tế cư ba kia rồi dân phí oi tờ phá màu oi bật cột roi nâng phi roi chấm kháng xăm cứ không cho nâng tay cứ nạn nâng cả lang bị màu phẩm pơ mà phải nề tì giúp thằng này thì đập pì cái nhá nơi chấm lại pram rồi cài phẩm bay rồi đập tận tụ hay bật tam bật cây đang tham môn pê cạt hai nâng rồi chôn lệch phi oi bay rồi xám cứ phượt đầm ná tam plei lệch bay rồi đập pram không tự đai pì lệch tất cả chụp tới plei lệch pram rồi cài phẩm bay chạm cứ bạc bo pì tự bông tới chương không tự đai nó phọp kia chà chỉ mối nâng rồi chôn cờ lọc phì mỏng cái nạn đây mực đó chấm lại khang lớ pháp lọc phim mong cứ bác lươn pếch cứ bác từ kia rồi chôn lệch phi bạn đã ôi cửa bất cột còi nâng cửa bất phi còi chùm hình khẳng phẳng khai pe cạn hai nè bao rồi chôn cửa lọc phim mong cứ ban từ phạm hai đầm nàng cầm hôn ở thưa ca ở đa phai cha cho chắc nên là cái lạnh cạn hai đời khang cầm hôn từ nay giờ rồi chôn lệch phi nó từ chưa chôn ôi lang quỳnh từng ngõ bà này kia rồi chôn cửa bất cột còi bà thà kia mà nó còn cửa bất đấy mà mình bất cột nữa mà tàu cột nặng về nhà bà lâu trẻ lúc nè nhóm thọ bàn tật tua tu sạp bị chiều bờ rọt bờ dưới nó không thì còn phồng pênh còn thà rụt run còn lộc xì móng chỉ tu tấu quạt bạc lươn quạt đăng thà lan bạc quạt chừng nghe chừng ngang chừng kỳ vận tải quạt bạc lươn mỏng và đầu pil nè để tu sạp kho môi trứng ta mất nhóm chụp đẻ chụp khơi chừng đẻ và chẳng tới khang krom hôn của lộc xì móng chui ọc rum khang tờ con lan bỏ dương phong và lên pleu chừng yết còn nơi tờ lươn và lươn ọt cất tháp đi cột nã sẩm rạp ở kia anh đấy và đò mưa tờ lan bỏ cốt chừng ngay chừng ngang chừng kia bỏ và lươn lươn mền tên và nâng còn bánh chạm tàu chạ xì mong chạm bị tông bỏ cốt bàn tay còn này nè anh bị nháp cô bị nháp bàn tay bị cột nã kỳ nè bà cũng luôn với mớ bạc mồm mồm tóc bạn ấy bà cô thân á cứ khạc mà khạc về không hay bị phụ ai Giêsu tại thế ở toàn cô thân này nè ở thế cho chương dây môn cô thân tàu và dương ca pia tàu và sai chương chăm tập chia ba thứ ấy và nâng dương dây kia môn và chia viên cầm ao miên là rương rau cả láng ban chập đam tàu ô mền nè mền và lấy dương chụp áo lôi công do anh dây mền nâng mà sẵn dương dây à mình toàn mền và xong bây giờ về lào tàu và nâng xong ở trong phần năng phù hợp mà hai chân tu sạp một trà nát thá rồi chân của lộc xì mong cầm hôn của lộc xì mong ở cầm nọt thạc cầm hôn là thế xong ỏi mơ chấm phù hợp từ con lan bọc luôn phong chỉ viên cầm ỏi bạc hơn đâu cái lánh và chùm chuốn này cái lánh chẳng yên và phần lý có sắp học cho hôm nay làn thom thom mà chùm luôn này làn to của tụi nó cô mình thòm là đấy bà cũng bà ọt kịch vì chịu vật cái thế mà ăn tại còn làn thấm hỏi miền ấy ăn cao vì bọc hói proj mà vô toàn sai một thứ gì bột mộc nâng và hỏi ăn ấy ăn theo thì ni rạp rong cầm hôn thì ni rạp rong Israel và thì ni ấy slap kia ta hỏi cầm hôn thì ni rạp rong của mình tình ni này anh để tập bạc chuan kia nâng bàn này này anh nó đã cho cúc ta đá nâng bà tại là ní để đôi màu nó chẳng đòn màu đã hại bà bàn tay lâu môn đừng phải chóp xôm chun cà bò slide bầm phư rồi bò nè để miên luôn ta tao bàn cái chót và can cái lòng màu này và chia bờ rọt lâu môn kê cứ lục mê po rọt tập ba khum miên bà nếu sọc ô rằng ấu khách cầm bùng cham để mà sầm bánh thà bà chia bột rót cho quạt tha bọt là mưa này sát khăn ná hai và hai chia mê po nắng quạt miền phiệu hôn đại khai ơi bà để lấy lưng lục mê po quạt bàn slide to mà quên cứ lục pan chăn thol bà lục mê po rọt ba không miến bà sọc ô rằng ấu khách cầm bùng cham quạt tha lúc đầu tiên nhóm sông bầm phư ở chỗ ba chỉ môi đừng bị chìm vào có mọi song sai một quạt từ tay nâng căn mê po nâu cái lạnh không đào miên ní man chia bầm bay khai bầm nọ tê bầm bay khai bầm nọ tê mê po muốn bà hai chị ai miên phò bà giàu như ngay bản chân pin lấy quạt một căn mê po khối ní ọt miên phò bà giàu như tê bà thầy quạt sông thì nia thà bờ sân chỉ nhóm mấy chùa bẹt pon từ cả đại khai đại ngay đại nắm mò ai ơi thằng này đừng nói khởi lưới mòn kê cho bà hãy quát sốc chất và chôm cho mỗi năm lời cho bà bàn tay quạt thà xôm mình quạt trong ngày ní bà sân chỉ treo ca bằng crab bật là mưa này sát vì treo ca chậm nay thạo với ca vừa quạt ăn lôi tê bản chân treo ca bưng vai từ lưng kháng chua lập hall đại kê chi ở nhà thôi kháng chua lập hall này bàn tay kháng chua lập hall cái hạ bị đôi chia bờ ngươi cần tay pi bành hà này chân kháng bị bỏ bỏ quát bàn trâm tại hạ ca chỉ môi kháng chua lập hall bờ kháng chua lập hall cái ọt một hạ ca dưới ăn một rạp dưới anh nâng cứ bật là mưa nâng cứ anh nâng xô kháng chua lập hòn chẳng còn xong chìm điệp từ buổi chiều bỏ rót nơi con khung khung miên vinh và nơi con khung miến sọc ô đèn ở với ta ọt miên pẹp pon cho mỗi quạt đại khai đại ngay đại làm tê và quạt xong thì nia hai bà miên bật mưa ấy cả láng xong chui hạ ca cho mỗi bỏ màu hay quạt đại bật tục nít hả xong ơi khang rót ba chùa lập hò nâng quát thư cây ca nâng tao tầm bây có mỗi cái chọt và can một lời quát và ní hà lục mê po khùng miên cứ lục phan chăn thol và còn dạng màu dần bà thầy rương mà xâm anh tiết cứ rương chun chiệt chân đại tham mày dương đại thiệp ca tàu bật chân đại nộp về đây khi nhóm dây cà phê mà xâm anh cứ miên bởi chiếc bộ đoạt nơi khôn ông sọc đấy cứ bàn bọt cam rương nâng đây để quạt thả miên sạch nhất cứ chụm chẳng bàn tay ở lâu ná bọn đại miên bong phôn ca hai tàu chân rồi hai chụp bành hà cái thua bạp nâu ấy khang bật chân nâng bảo miên bà chẳng xa mà cùng chân mà xâm anh cứ tu sạp một nhóm thả xong oi bật đăng một quát trên nẹ thưa cái cá nâng bà tam cái xuống ca bọt tê của bà này phần tới tam hiện mà cung quát bọt chân nứng cứ quát xả ca chỉ mũi của xuống ca bọt tê đại tê bà chẳng xong mọi cua xa để chuốc việc bắt bà nhà hà côn riệp ca nâu ai bọt tê chân tôi còn tàu cọc tài văn bà xôm tẹt tròn lê bà sân miên bà nhà bà xôm tẹt tròn lê xôn mà phải bấy học bay cao bầm buôn bầm pơ chất bầm bày bà ní tầm nẹt tầm đông lê tu sáp bà sân miên bà nhà nâu tê chân để côn bò dưỡng rồng cua rứa còn lê tu sáp mũi tiên xôn mà phải bấy học bẩm pal hà pram bẩm bay bay bẩm môi bà chẳng này kháng sám cùng chân để cái chuối bồ đọt khmer để chuột bành hà để riệp ca tới hái chuột bành hà cái thưa ba thưa từ đồn là cắm nếu em tê cái nòng chẳng tu sáp tôi lấy pi sai nằng bàm đòn tiết của mọi thầy lên hành cọt ở toán sùng tiếng xôn mà phải bấy học bấy cao bẩm buôn bẩm pal chặt bẩm bấy xôn mà phải bấy học bẩm pal hà pram bẩm bay bay bẩm môi bà chẳng bà miền ấy ai tu sắp tờ lệnh nâng quạt bàn bà chạm màu hỏi bà hai mũi tiết này về nhé bà xông rạ sân lộn nhạc bà đời xa bên liều về nhé bà xông bên xông rạm tay dân tình tiết dường nâng vân một chút nè bà to bà